Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tuổi Canh Dần 1950 trong năm 2023 Quý Mão, vận trình năm mới ổn định. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Dần nói chung đã vượt qua được năm 2022 Nhâm Dần là năm tuổi của những người này. Khi bước sang năm 2023 Quý Mão, nhìn chung vận trình của những người tuổi Dần đã ổn định hơn rất nhiều so với năm trước. Với những người tuổi Canh Dần 1950 trong năm 2023 Quý Mão, vận trình của họ được cát tinh hậu thuẫn nên Canh Dần hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi, phát huy được bản lĩnh của mình. Tuổi Canh Dần trong năm 2023 có bố cục thiên sinh địa tỵ, xuất hiện sát ấn tương sinh mộc khí đồng vượng. Có thể thấy rằng Canh Dần sẽ có tinh thần hăng hái hơn trong khoảng thời gian năm nay. Điều này với ngụ ý rằng tuổi Canh Dần về tổng thể tài lộc trong năm nay tương đối ổn định. Tuy bị ảnh hưởng bởi tai họa và các sao hung tinh khác, thế nhưng vẫn có quý nhân phù trợ nên tài lộc không quá tệ. Về cơ bản thì vận trình trong năm vô cùng ổn định. Mặc dù không có gì quá tốt xảy ra, thế nhưng họ cũng sẽ không phải đối mặt với những tai họa quá lớn. Tuy nhiên tuổi Canh Dần vẫn cần phải chú ý tới sức khỏe của mình, nghỉ ngơi điều độ nên tham gia các hoạt động giải trí như đi dạo công viên cùng với bạn bè là những lựa chọn vô cùng tốt. Để tìm hiểu kỹ hơn về tử vi năm 2023 của những người tuổi Canh Dần 1950, ngày hôm nay kênh Tử Vi xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé. Sơ lược về tuổi Canh Dần 1950. Những người tuổi Canh Dần hay còn được gọi với cái tên khác là xuất sơn chi hổ, tức là con hổ xuống núi. Năm sinh dương lịch từ ngày 17 tháng 2 năm 1950 đến ngày 5 tháng 2 năm 1951. Năm sinh âm lịch Canh Dần, tương hợp thiên can ất, tương hình thiên can giáp, thiên can bính. Địa chi Dần, tam hợp Dần ngọ tuất, tứ anh xung Dần thân tỵ và hợi. Mạng tùng bách mộc, gỗ cây tùng bách. Xương con cọp tướng tình con mèo, Phật bà quan âm độ mạng. Những người thuộc tuổi Dần hay còn được gọi là tuổi hổ, tuổi cọp. Đây là những người luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ. Càng khó khăn, càng nhiều thử thách thì họ càng vươn dậy một cách mạnh mẽ. Họ luôn giữ được những suy nghĩ, hành động tích cực để gặt hái nhiều thành công hơn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Tuổi Dần là những người rất giỏi trong việc biến thách thức thành cơ hội để tạo nên sự đột phá riêng cho mình. Đặc điểm của những người tuổi Canh Dần là những người thích khó khăn, thích nguy hiểm. Họ thích làm những việc mà người khác không thể làm được. Họ ý thức được sự quan trọng của tiền bạc, quyền lực, địa vị trong cuộc sống của chính mình. Cũng bởi như vậy, ngay từ khi còn trẻ, họ đã luôn cố gắng phấn đấu hết mình để xây dựng được một sự nghiệp riêng nhờ vào sự cố gắng của bản thân. Những người tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc có tính cách làm việc chăm chỉ, khoa học. Họ luôn luôn lắng nghe, biết cách học hỏi từ những người đi trước. Canh Dần nạp âm thuộc hành mộc do thiên can canh kim ghép với địa chi Dần mộc. Ta có kim khắc nhập cho mộc, vậy nên thiên can sẽ khắc địa chi, cho thấy những người tuổi Canh Dần thuộc lứa tuổi trong cuộc đời gặp nhiều trở lực, nghịch cảnh ở thời tiền vận. Hậu vận thì an nhàn sung sướng hơn nhờ sự tương hợp giữa ngũ hành và thiên can nạp âm cùng với sự nghị lực, kiên cường phấn đấu của bản thân từ thời trung vận. Tuổi Canh Dần là tuổi có đầy đủ tính chất của thiên can canh và tính chất của địa chi Dần. Với tính chất của thiên can canh là sự cứng rắn, sắc sảo, độc đoán, và đặc điểm của địa chi Dần thuộc chòm sao Nhân Mã nằm phía đông bắc hoàng đạo. Với một cuộc sống nội tâm phong phú, tình cảm dồi dào, độc lập, tự chủ, lạc quan, ham hoạt động, có tài tổ chức, đôi khi rất tự kiêu. Canh Dần thuộc mẫu người nhiều tham vọng, dù ở địa vị nào cũng không vừa ý, đẹp lòng. Họ thích uy quyền, họ ưa phiêu lưu mạo hiểm.
Canh Dần, nếu sinh vào mùa xuân hay mùa đông là hợp mùa sinh, sinh vào mùa hạ là vất vả, sinh vào mùa thu thì tiền bạc dồi dào nhưng lao tâm khổ tứ. Theo như lá số tử vi thì tuổi Canh Dần đào hoa đi liền với thiên không, hồng loan gặp quả tú, thiên thỉ gặp triệt tuần. Về mặt tình cảm thì những người tuổi Canh Dần đa phần có nhiều sóng gió, đời sống lứa đôi ít thuận hào. Những người tuổi Canh Dần là những người hợp với các tuổi ngày giờ tháng năm là Bính Ngọ, Nhâm Ngọ, Mậu Ngọ, Nhâm Tuất, Mậu Tuất, Giáp Dần, Bính Dần. Tuổi Canh Dần kỵ với các tuổi ngày giờ tháng năm là Mậu Thân, Nhâm Thân, các tuổi Mạng Kim, Mạng Thổ, Mang Thiên Can Bính và Đinh. Tuổi Canh Dần nam mạng. Những người tuổi Canh Dần nam mạng là những người thẳng thắn, thế nhưng nóng tính nên cuộc sống thường vất vả lúc thời trẻ. Canh Dần nam mạng phải rất kiên nhẫn mới có thể vượt qua được những khó khăn thử thách cả về công việc lẫn tình cảm để có được một cuộc sống viên mãn vào cuối cuộc đời. Tuổi Canh Dần nữ mạng. Những người tuổi Canh Dần nữ mạng có cuộc đời không mấy hạnh phúc khi phải chịu nhiều những nỗi đau trong tình cảm, thậm chí còn khiến cho họ cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Chỉ khi họ kiên trì, nỗ lực thì cuộc đời mới có sự may mắn và khởi sắc. Mệnh của những người tuổi Canh Dần nữ mạng là mệnh khổ, khi khởi đầu và kết thúc đều chịu nhiều vất vả, tổn thương, chỉ có thể hưởng an nhàn, thanh quả vào lúc hậu vận. Đoán xem số mạng Canh Dần, người giàu mệt trí, kẻ nghèo khổ tâm, thuận sinh thì lại số đông, Canh Dần là số vợ chồng đôi ba. Đặng sinh sung sướng vô cùng, có người sai khiến, có bồi nấu ăn, nhưng mà cũng số lạ kỳ, có khi hưng thịnh, có khi điêu tàn. Ra ngoài doanh nghiệp có duyên, quý nhân phù trợ, phước trời ban cho, tính tình ăn ở thẳng ngay, ai mà hiếp yếu ra tay binh liền, gặp ai thách đố chẳng kiên, giận dữ mất trí như điên sợ gì. Chi tiết về tử vi năm 2023 của những người tuổi Canh Dần. Thứ nhất, đánh giá tổng quan về năm 2023. Những người tuổi Dần nói chung đã vượt qua được năm 2022 Nhâm Dần là năm tuổi của những người này. Khi bước sang năm 2023 Quý Mão, nhìn chung vận trình của những người tuổi Dần đã ổn định hơn rất nhiều so với năm trước. Với những người tuổi Canh Dần 1950 trong năm 2023 Quý Mão, vận trình của họ được cát tinh hậu thuẫn nên Canh Dần hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi, phát huy được bản lĩnh của mình. Tuổi Canh Dần trong năm 2023 có bố cục thiên sinh địa tỷ, xuất hiện sát ấn tương sinh, mộc khí đồng vượng. Có thể thấy rằng Canh Dần sẽ có tinh thần hăng hái hơn trong khoảng thời gian năm nay. Điều này với ngụ ý rằng tuổi Canh Dần về tổng thể tài lộc trong năm nay tương đối ổn định. Tuy bị ảnh hưởng bởi tai họa và các sao hung tinh khác, thế nhưng vẫn có quý nhân phù trợ nên tài lộc không quá tệ. Về cơ bản thì vận trình trong năm vô cùng ổn định. Mặc dù không có gì quá tốt xảy ra, thế nhưng họ cũng sẽ không phải đối mặt với những tai họa quá lớn. Tuy nhiên tuổi Canh Dần vẫn cần phải chú ý tới sức khỏe của mình, nghỉ ngơi điều độ nên tham gia các hoạt động giải trí như đi dạo công viên cùng với bạn bè là những lựa chọn vô cùng tốt. Xét về phương diện thiên can, tuổi Canh Dần có thiên can là Canh, ngũ hành thuộc kim, gặp năm 2023 thiên can là Quý, ngũ hành thuộc thủy. Ta có Canh gặp Quý là tương hợp, cho thấy những người tuổi Canh Dần về phương diện thiên can trong năm được quý nhân giúp đỡ trong mọi việc, nhu cầu công danh tương đối tốt. Tuy nhiên, do Canh kim của Dần sinh xuất cho thủy của Quý nên sức khỏe, tài lộc có phần bị hao tổn. Về phương diện địa chi, tuổi Canh Dần có địa chi là Dần, Mộc, gặp năm 2023 địa chi là Mão, ngũ hành cũng thuộc Mộc. Ta có Dần và Mão là hai con giáp bình hòa, không xung cũng không khắc. Cho nên về phương diện địa chi thì tuổi Canh Dần có một năm 2023 ở mức bình thường, cẩn thận về phương diện thị phi trong cuộc sống. Cuộc sống dễ xảy ra mâu thuẫn với người thân hay là bạn bè. Về phương diện ngũ hành, tuổi Canh Dần có ngũ hành thuộc Mộc, gặp năm 2023 ngũ hành thuộc Kim. Ta có Kim và Mộc tương khắc với nhau, do đó tuổi Canh Dần cần phải chú ý về sức khỏe, tài lộc trong năm 2023 này. Về ngũ hành cung phi,
canh dần nam mạng có cung phi là Cấn Thổ, gặp năm 2023 cung phi là Tốn Mộc. Cấn gặp Tốn là chủ về tuyệt mệnh, nên tuổi canh dần nam mạng dễ gặp phải những chuyện thị phi, đau ốm liên miên, bị người khác gièm pha nói xấu, công việc cuộc sống gặp nhiều trắc trở và khó khăn. Còn với những người tuổi canh dần nữ mạng có cung phi là Đoài Kim, gặp năm 2023 cung phi là Tốn Mộc. Đoài gặp Tốn là phạm phải lục sát nên vô cùng xấu. Xét thấy tuổi canh dần nữ mạng trong năm gặp rất nhiều chuyện khó khăn, cuộc sống thường có chuyện u buồn, lo lắng đưa tới. Về phương diện sự nghiệp của những người tuổi canh dần trong năm 2023, tuổi canh dần bước sang năm 2023 đang ở trong mối quan hệ thập thần, thất sát, tọa ấn, dù bản mệnh mạnh hay yếu cũng đều là cát vận. Tuy nhiên do canh dần đã cao tuổi nên không còn quá quan trọng về sự nghiệp, nên vận trình sự nghiệp trong năm chỉ ở mức trung bình. Với phương diện tài vận của những người tuổi canh dần, so với năm ngoái, năm 2023 thì vận trình tài lộc của những người tuổi canh dần có xu hướng giảm trong năm nay. Người tuổi canh dần không nên đầu tư bất cứ khoản nào trong năm nay, dù là do người thân, bạn bè gợi ý, nếu không thì cuối cùng cũng tiền mất tật mang, mà mối quan hệ với những người thân bạn bè cũng sẽ trở nên vô cùng khó xử. Ngoài ra, các khoản chi tiêu của canh dần trong năm nay sẽ tăng lên rất nhiều so với năm ngoái. Chi phí học hành của con cái, chi phí phụng dưỡng người già, cũng như các hoạt động giao lưu khiến cho những người tuổi canh dần trong năm chi tiêu quá nhiều. Về phương diện tình cảm của những người tuổi canh dần năm 2023, canh dần là người có tính cách trầm ổn, làm việc xuề xòa nên rất được lòng bạn bè khác giới. Tuy nhiên, họ lại sống nội tâm, không giỏi hòa đồng, không dễ bộc lộ cảm xúc của mình. Do đó, tuổi canh dần cũng cần phải cẩn thận trong vấn đề tình cảm. Đôi khi do tính cách của mình khiến gia đạo trở nên bất hòa với những cảm xúc bộc lộ nhất thời. Về vận trình sức khỏe của những người tuổi canh dần, năm 2023, vận trình sức khỏe của những người tuổi canh dần không được ổn định. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của hung tinh chiếu mệnh. Canh dần cần phải chú ý một số những tai nạn có thể xảy ra trong năm nay như tai nạn giao thông. Khi ra ngoài thì an toàn là hàng đầu, không nên vừa đi vừa dùng điện thoại, không được lái xe khi đang trong tình trạng có nồng độ cồn. Nếu không thì khả năng tai nạn giao thông rất cao. Ngoài ra, trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, canh dần nên siêng năng tập thể dục thể thao, lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp, vừa có thể nâng cao thể lực, vừa tránh được bệnh tật. Về sao chiếu mệnh năm 2023 của những người tuổi canh dần. Năm 2023, tuổi canh dần nam mạng gặp sao Thổ Tú, nữ mạng gặp sao Vân Hán. Về sao Thổ Tú chiếu mạng tuổi canh dần nam mạng. Thổ Tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất, thế nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu, liên quan tới quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn. Hạn của sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa, không an yên, hay ngủ mê, đề phòng những kẻ tiểu nhân hãm hại. Nhìn chung sao Thổ Tú chiếu mệnh mang lại điều xấu, nên gia chủ cần phải để ý những việc trong gia đình, tránh những mâu thuẫn, những xung đột không đáng có. Với những người làm ăn chăn nuôi thì không nên tính chuyện mở rộng quy mô, hãy cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại qua năm tới rồi tính tiếp. Những hạn của sao Thổ Tú được khái quát như sau. Thứ nhất, về sức khỏe. Người có sao Thổ Tú chiếu mệnh năm nay thì sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, thế nhưng bệnh tật không quá nặng. Thứ hai, về xuất hành. Người có sao Thổ Tú chiếu mệnh thì xuất hành đi xa không được thuận lợi, vì vậy nên hạn chế đi xa để tránh gặp nạn. Thứ ba, chuyện tình cảm. Do sao Thổ Tú chiếu mạng thì chuyện tình cảm gia đạo không được suôn sẻ, gặp nhiều trắc trở, xảy ra rất nhiều tranh cãi, tranh chấp không đáng có. Và trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chẳng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ, kẻo hào mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thì ẩn bố đức, việc gì cũng qua. Còn về sao Vân Hán chiếu mạng tuổi canh dần nữ mạng?
Vân Hán là một hung tinh, là một sao xấu chủ về bệnh tật. Nữ mệnh gặp họa huyết quang, nam mệnh bất lợi được quản trường. Vân Hán chiếu mạng thì gia đình bất an, điên sản bất vượng, mỗi người cần phải tự thận trọng. Nhìn chung Vân Hán là một hung tinh, thế nhưng cũng tương đối lành, không ảnh hưởng nhiều tới công việc cũng như sức khỏe. Những mối họa của sao Vân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ như sau. Thứ nhất, làm ăn mọi chuyện đều ở mức trung bình. Thứ hai, dễ có những lời nói khó nghe dẫn tới bị thiệt thân. Thứ ba, đề phòng thương tật đau ốm. Thứ tư, năm mệnh gặp tai tinh, bị thưa kiện, bất lợi, nữ mệnh không tốt về tài sản. Thứ năm, gia đình bất an, điên sản bất vượng, cần phải tự thận trọng. Và trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Vân Hán như sau. Vân Hán tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít, hao tiền bất an. Văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chữ tiếng bị quan của hành, hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền. Tháng tư tháng tám phải kiêng, kỳ trong hai tháng gia đình không yên, gặp ai gây gỗ làm ngơ, những nhục qua khỏi thì mình không sao. Vận hạn năm 2023 của những người tuổi Canh Dần. Năm 2023, tuổi Canh Dần, nam nữ mạng đều gặp phải hạn ngũ mộ. Về hạn ngũ mộ, trong số cửu diệu niên hạn thì ngũ mộ là một hạn xấu chủ về tài chính, hao tài tốn của, thậm chí còn kéo theo những hệ lụy vô cùng nguy hiểm từ sức khỏe tới tinh thần. Ngũ mộ là một tiểu hạn chủ về mất mát tiền của, cụ thể như sau. Thứ nhất, tiền của bị kẻ xấu đánh mất, dễ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Tài chính càng ngày càng bị giảm bớt, tiền bạc bị vơi đi, nặng nhất có thể làm ăn thua lỗ trắng tay, không một đồng dính túi. Thứ hai, trường hợp mua phải hàng hóa không có hóa đơn, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, rất dễ vướng phải vòng lao lý, chẳng may bị chính quyền bắt giữ bởi một số nguồn hàng không có rõ xuất xứ. Thứ ba, đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác, chẳng hạn như cho người khác mượn tiền, thế nhưng lại không đòi được. Việc cho người khác ngủ nhờ trong nhà có thể khiến cho hao tiền tốn của khi gặp phải kẻ xấu, nổi lòng tham đánh cắp. Điều này dẫn tới thiệt hại về tài chính tiền bạc của bản thân và của cả gia đình. Vận niên năm 2023 của những người tuổi Canh Dần 1950. Năm 2023, tuổi Canh Dần gặp vận niên Thử Quy Điền. Thử Quy Điền là hình tượng chuột chui về ruộng lúa. Đây là điểm báo bản mệnh có được một năm gặp được nhiều suôn sẻ một cách giật mình. Trong năm này, bản mệnh hầu hết định làm gì thì cũng đều gặp được quý nhân trợ giúp. Hợp tác với người thì được tin dùng, góp vốn đầu tư kinh doanh đều có thời cơ thành công xuất sắc. Bản mệnh trong năm nay suôn sẻ, kiếm được tài lộc vô cùng thuận lợi. Có hoạch tài, đường quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến, thế nhưng cần phải cẩn trọng và kín kẽ. Tuổi Canh Dần năm 2023 có phạm phải thái tuế hay không? Năm 2023 có 5 con giáp sẽ phạm phải thái tuế, cụ thể như sau. Thứ nhất, tuổi Mão phạm chi thái tuế. Thứ hai, tuổi Thìn phạm hại thái tuế. Thứ ba, tuổi Dậu phạm xung thái tuế. Thứ tư, tuổi Ngọ phạm phá thái tuế. Thứ năm, tuổi Tý phạm hình thái tuế. Và như vậy năm 2023, tuổi Canh Dần sẽ không phạm phải thái tuế. Tuổi Canh Dần năm 2023 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, còn tai là tai ương hay là tai họa. Trong một đời người thì cứ sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Tuất gặp hạn tam tai vào các năm, năm Thân, năm Dậu và năm Tuất. Như vậy năm 2023, tuổi Canh Dần sẽ không phạm phải tam tai. Tuổi Canh Dần năm 2023 có phạm phải kim lâu hay không? Kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim lâu có 4 dạng, đó là kim lâu thân, kim lâu thê, kim lâu tử và kim lâu lục xúc. Theo những kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì kim lâu, tức là chúng ta lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số kể trên sẽ phạm phải kim lâu.
Cụ thể, nếu dư 1 phạm kim lô thân, dư 3 phạm kim lô thê, dư 6 phạm kim lô tử, dư 8 phạm kim lô lục xúc. Và như vậy, năm 2023, canh dần là 74 tuổi âm lịch sẽ không phạm phải tuổi kim lô. Tuổi canh dần năm 2023 có phạm phải hoang ốc hay không? Hoang là bỏ hoang, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hoang ốc có nghĩa là ngôi nhà hoang. Đây là một vận hạn mà chúng ta cần phải tránh, cần phải kiêng kỵ khi tiến hành xây dựng hay là sửa chữa nhà cửa. Nếu xây dựng, làm nhà vào đúng hạn hoàng ốc sẽ khiến cho công việc gặp phải rất nhiều những trắc trở khó khăn. Cuộc sống sau này sẽ nghèo túng vất vả, sức khỏe càng ngày càng sa sút. Hạn của tuổi hoàng ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu cụ thể như sau. Thứ nhất là nhất cát, thứ hai là nhì nghi, thứ ba là tam địa sát, thứ tư là tứ tân tài, thứ năm là ngũ thọ tử, thứ sáu là lục hoàng ốc. Cách tính hạn tuổi hoàng ốc như sau: chúng ta lấy chữ số chục cộng chữ số đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 là nhất cát, dư 2 là nhì nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tân tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoàng ốc. Như vậy, năm 2023, canh dần là 74 tuổi âm lịch sẽ phạm phải hạn hoàng ốc là ngũ thọ tử. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi tuổi canh dần 1950 trong năm 2023 Quý Mão, vận trình năm mới ổn định. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại.